83 học tiếng Việt tại nhà hàng 2. 83 học tiếng Việt tại nhà hàng 2. 1. Đặt trước bằng điện thoại. 1. Đặt trước bằng điện thoại. Alo, nhà hàng ngon phải không? Alo, nhà hàng ngon phải không? Vâng, đúng rồi. Bạn muốn đặt trước ạ. Vâng, đúng rồi. Bạn muốn đặt trước ạ. 6 giờ tối và 10 người được không? 6 giờ tối và 10 người được không? Được ạ. Tôi sẽ đợi. Được ạ, tôi sẽ đợi. 2. Đặt trước bằng điện thoại. 2. Đặt trước bằng điện thoại. Xin chào, đây là quán sushi Nhật Bản. Xin chào, đây là quán sushi Nhật Bản. Tôi có thể đặt trước tối nay được không? Tôi có thể đặt trước tối nay được không? Xin lỗi ạ. Đã đặt chỗ hết rồi. Xin lỗi ạ. Đã đặt chỗ hết rồi. Thật ạ. Tiếc quá. Thật ạ. Tiếc quá. 3. Đặt trước bằng điện thoại. 3. Đặt trước bằng điện thoại. Alo, hôm nay tôi đặt trước được không? Alo, hôm nay tôi đặt trước được không? Được ạ. Bao nhiêu người ạ? Được ạ. Bao nhiêu người ạ? 20 người ạ. Là tiệc công ty. 20 người ạ. Là tiệc công ty. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn ạ.